trước đi nghĩa vụ thì có yêu một bạn, sau là vào quân ngũ được 3 tháng thì bạn ấy lấy chồng. Cay tươi nhờ. Buồn lắm em ơi, anh trách ta mai đây giờ. Hiện tại ra quân thì đến thời điểm bây giờ vẫn chưa yêu. À ví dụ mà chào thì bên ông áo trắng nào. Một tay nhấc bổng cả thế giới. Bạn bị kinh rồi. Đi một vòng nào. Có ghế chưa? Ghế chưa? Anh yêu em không hề nói phép. Thôi, mày đừng có bốc khoét. Tình chúng mình nhà nghỉ chứ không? Tình chúng mình nhà nghỉ chứ không? Xe lớn lại là việc Cupid đây. Trời ơi, hôm nay là chủ nhật, ngày cuối cùng mà tôi ghép ở Hà Nội và tháng sau tôi mới quay về đây để ghép tiếp. Thế nên là hôm nay số này phải ghép nó mặt mòi một tí nhá. Các bạn có thấy tóc mới không? Đẹp không? Tóc đẹp không? Giữ nhá. Giữ nhá. Ok. Và bắt đầu với số ngày hôm nay, let's go. Đây à? Đây à? Hello. Em tên là gì? Em tên là Nga anh ạ. Nga sinh năm bao nhiêu? Em 2003 ạ. Em có phải là Bạch Công Chúa không? Anh thấy em trắng từ đầu đến đôi dép hơi đen. Em đến từ đâu? Em đến từ Thái Nguyên ạ. Thái Nguyên, ok. Ghép đôi nhá. Anh thấy mọi người bảo là em đang độc thân đúng không? Đúng. Mời em vào rồi. Không phải đâu. À, đi cùng với bạn em. Bạn này có người yêu chưa? Không yêu thật mà anh. Chắc chắn bạn này chưa người yêu đúng không? Mới chia tay người yêu xong. Em kéo vào anh được không? Thôi, đi. Đi. Thấy chưa? Người ta bảo vào đi mà. Ok. Em mặt đến từ đâu mà sao lại xinh như tinh thần. Anh là trai miền Tây còn gọi là thanh niên chuyên cần. Trông mướt vậy là luôn đi. Em tên là gì? Em tên là Phạm Thị Nga. Phạm Thị Nga. Nga sinh năm bao nhiêu? Em 2003. Đến từ đâu? Em đến từ Thái Nguyên ạ. Ok. Em thích một người như nào? Em thích một người cao to, đẹp trai, có tiền ạ. Cao to, đẹp trai, có tiền đúng rồi. Tao lấy mày gả đón. Bệnh hoang tưởng ở người cao tuổi là một dạng của chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Ok, thôi được rồi, em sẽ cố gắng giúp em trong ở đây. Có ai trong này có thể tìm được cho em nào? Thì ai phù hợp với em nào? Ok, bạn nữ chính tên là Nga. Sinh năm 2003, đến từ Thái Nguyên. Ai muốn làm quen với bác Nga thì vào đây thật nhanh vào 3 giây tiếng đếm nhá. 3, đây, ông đầu tiên này. Really, nigga? Ôi bạn ơi. 1, xin mời các bạn nam ạ. Bây giờ em sẽ được đi một vòng và pick người để vào đây ghép đôi cùng em nhá. Ok. Em mời anh này được không ạ? Được. Ok, tiếp tục nào. Em bắt tay anh cái được kìa. Rồi, ghép đi. Ông này à, ông Louis Vuitton này đúng không? Cả nhà mới chỉ ông đấy. Lên lên thôi, có người yêu chưa? Chưa. Chưa có người yêu thì lên đi còn gì nữa. Được anh ơi, con anh đâu? Đây. Alo. À, anh chưa có con này mà. Ok. Có mấy cháu rồi nhưng mà anh cho người yêu. Thật là vãi trưởng. Đứng lên đây. Ok, rồi tiếp tục nào. Mời đẹp. Thật là tuyệt vời. Em nói từ từ thôi, nói như thế là anh không hiểu gì đâu. Nói như thế là anh cần một phiên dịch viên đấy. Nói lại đi. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Rồi ok hết rồi. Ok xin mời các bạn nam đứng thẳng hàng nha. Ok. Rồi em follow theo anh. Anh đi đâu em đi theo đấy nhá. Rồi xin mời các bạn nam lần lượt giới thiệu tên tuổi và quê. Xin mời bạn. Mình là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 94, quê ở Thường Tín, Hà Nội. Ok, tiếp tục. Mình giới thiệu là mình tên Linh. Mình 201, mình quê ở Phú Thọ. Nice. 201, em này 203 đúng không? Chào bạn, mình tên là Hoàng, mình sinh năm 2000, mình đến từ Hà Nội. Chúng ghét đấy. Chào em, anh tên là Dưỡng, sinh năm 97, ở Bắc Giang. Mình tên Quang, năm 95 ở Hưng Yên. Ok, tiếp tục. Em Trần Anh Đức, đến từ Hà Tĩnh. Sinh năm bao nhiêu? Em bắt cả kéo. Em 203. 203. Đéo tin. Rồi, xin mời. Ở đâu? 5, 6. Ok, chúng ta sẽ đến vòng tiếp theo luôn em ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một cái thử thách. Đấy là gây ấn tượng với bạn nữ bằng một câu thả thính hoặc bằng một hành động hoặc bằng một tài năng của bạn. Sẽ bắt đầu từ bạn nam đầu tiên nhá. Nếu em muốn làm dâu Thường Tín thì em về Thường Tín quê. Cái gì cơ? Hiểu. Nếu em muốn làm dâu Thường Tín thì hãy về với anh.
đội của anh. Ok rồi, tiếp tục nào. Gọi em là bê tông, anh là máy khoan. Bởi vì gặp em anh chỉ muốn đục thôi. Gặp em anh chỉ muốn đục thôi. À, con chó này. Thật là vãi trưởng. Đây, chất lượng. Gọi em là giặt xiếc. Vì anh nhìn vào chỉ thấy cu bé. Cú gì đó? Khe vú đó. À, ui. Tổ cùng anh lại đê tiện đến mức đấy. Lão thật đấy, bệnh thật đấy. Bắt đầu. Nhà anh chả có gì ngoài tiền. Nhà anh chả có gì ngoài tiền. Thôi, mày đừng có mồm quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Ok, tiếp tục luôn nào. Thế anh cũng chẳng có gì ngoài tiền. Anh cũng không có gì ngoài tiền. Không có gì ngoài tiền. Ok. Thôi ông ỉ mẹ ám hồ. Tôi sẽ cho hai ông này một cái thử thách. Yeah, à, các bạn nhớ tôi nhá. Ông áo rồng với cả ông áo da, hai ông ấy đều nói là nhà chúng tôi không có gì ngoài tiền. Thế thì đây chúng tôi sẽ có một cái thử thách là đọc tiền của hai ông này ở đây. Còn cái gì? Ok, tiếp tục nào. Lâu. Lâu con c***. Thế em đúng không nhỉ? Ta tính đúng không anh? Chị ra bao nhiêu nhỉ? 203. Thế em với chị bằng tuổi. Em với chị bằng tuổi ấy. Thì xin anh nhá. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Anh yêu em không hề nói phép. Tình chúng mình nha. Đấy. Mẹ tao quỳ, tao lại mày, tao nhận. Em ơi, rồi của tao lại. Xin lỗi chị nha. Anh yêu em không hề nói phép. Tình chúng mình Nó nói mất rồi anh ạ. Anh chưa nghe thấy gì, không bắt được mic của này đâu em. Anh yêu em không hề nói phép. Thôi, mày đừng có bốc quét. Tình chúng mình nhà nghỉ chứ không. Tình chúng mình nhà nghỉ chứ không. Thằng thanh con này chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Bạn em nó nói rồi, giờ em không biết nó sao. Ok. Ông là quê ở đâu ấy nhở? Ông quê ở đâu? Em Trần Anh Đức, thôn Long Tiến, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Con ông con ông Hà Đào. Đúng là con trai của ta. Rồi, xin mời tất cả các bạn đang được sau quay. Bây giờ chọn giúp anh hai bạn để vào vòng tiếp theo. Sau 3 giây đừng đến ngoài anh nhé. 3, 2, 1, xin mời. Mời anh đấy. Ok, cảm ơn các bạn nam ở lại rất nhiều ạ. Đừng bắt ra bạn nam đi. Hắc bạch vô thường. Số này là số trắng đen nhỉ? May quá tôi mặc áo bò, không thì tôi đứng vào đây là làm tim anh hùng siêu nhân. Ok, chúng ta sẽ có một thử thách liên quan đến thể lực để test sức khỏe hai bạn nam. Và nó phải có tương tác với bạn nữ. Em có thể chọn. Ok, bạn nữ muốn là bế đi một vòng. Rồi xin mời hai bạn nam bằng đầu tí sẽ mai thực hiện trước nào. 1, 2, 3. Rồi, người thua thực hiện trước, mời ông áo đen. Ok. Quá tuyệt vời rồi. Ok, rồi tiếp tục. Bên ông áo trắng nào. Một tay nhức bổng cả thế giới. Bạn bị kinh rồi. Đi một vòng nào. Có ghế chưa? Ghế chưa? Thật là tuyệt vời. Ok. Nghe ra hồi đồn là hai ông này có vẻ khỏe nên là mọi người bảo là cho chống đẩy phát nữa. Ôi trời ơi. Và bạn ấy ngồi lên lưng. Đây là yêu cầu của khán giả nha. Ok, bây giờ ai thực hiện trước nào? Ông áo đen nhá, chống đẩy cho bạn nữ ngồi lên lưng trước nhá. Chúa của họ em, chúa của họ em. Thử cái nào. Em ngồi lên lưng, co chân lên nữa anh nhá. Co chân cao lên thì bạn mới được đếm. Mọi người đếm một đôi nhá. Chúng ghét đấy. 4. Là gì đấy? 6. 6 cái. Ok, 6 cái. Rồi, tiếp tục nào, ông áo trắng ơi. Ui. Chắc chắc đấy, vào bình đấy.
Hôm nay vừa đi lính về à? Đúng không? Em vừa đi lính về đúng không? Đúng rồi anh ạ. Ôi trực giác luôn. Bảo sao tư thế tác phong. Mời đấy. Em ngồi vắt lên chân, ngồi vắt chân lên luôn. Mạnh mẽ, ngang tàn, không ngại va chạm, ngông cuồng. Anh là một chiến binh mà bất cứ đối thủ nào cũng kiếp sợ. Khuôn mặt lạnh lùng, rắn giỏi, nghiêm nghị. Không đổi sắc mỗi lần ra sân với các môn sĩ. Thật không thể tin được. 13 gái. Ui, xuất sắc kìa. Cho một tràng vỗ tay cho hai bạn đi được không ạ? Quá tuyệt vời. Ông này vừa đi lính về ấy, mọi người hô rất là tác phong luôn đấy. Thế ở quân đội ông chào như nào, ông chào lại tôi xem nào. À ví dụ mà chào thì... Chọn đi lính về rồi. Ok. Ok, trên tay anh là hai cái bất lửa. Một cái màu đen là tượng trưng cho một sự tác động vật lý. Và một cái màu vàng là tượng trưng cho một cái hôn. Và em cho vào tay đi. Em trộn lên, em cháo lên. Hai bạn ấy chọn thử thách nào nó sẽ tương đương với cả hành động đấy. Mời bạn nam màu đen chọn trước nào. Rồi, người còn lại cầm lên cho tôi xem là màu gì. Rồi, các bạn giơ màu ra cho tôi xem nào. Màu vàng là hôn, màu đen là tác động vật lý. Ok. Ok. Rồi, thực hiện thôi. Về áo đen và áo trắng nào. Anh không mà em đâu. Ôi ê, ông ơi, ông có được hôn của nhà người ta đâu, chỉ có con nhà người ta hôn ông thôi. Quánh mày thích mày nha, mày giờ cái mày dạo này không được vui tính như ngày xưa nha. Nhưng mà không được, em phải hôn bạn ấy chứ, không phải bạn ấy hôn em. Sai rồi. Các bạn có hiểu cảm giác được không? Cây tươi nhờ. Ok, rồi với các bạn nam áo trắng nào. Thật là tuyệt vời. Ok, một sự tác động vật lý nhưng mà này là ôm cơ chứ không phải là những cái khác cơ. Thế là cũng có ý rồi. Rồi, bây giờ nắm tay cả hai bạn nam vào. Mọi người cổ vũ nhá. Okay. Ai cổ vũ cho bạn nam áo đen thì vỗ tay ạ. Thật là tuyệt vời. Ok, ai cổ vũ cho bạn nam mặc áo trắng thì vỗ tay ạ. Quá tuyệt vời rồi. Ok, sau 3 giây tiếng đếm của anh ấy chọn ai, rồi anh người đấy lên nha. 3, 2, 1, xin mời câu trả lời của bạn nữ. Ok, cảm ơn bạn nam áo đen rất nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có 1 phút để tìm hiểu đối phương. 1 phút bắt đầu. Em tên là gì đấy? Em tên là Nga ạ. Em năm bao nhiêu? Em 23 ạ. Em quê ở đâu? Em ở Thái Nguyên ạ. Hiện tại đang công tác và làm việc ở đâu? À, em đang là sinh viên của trường Đại học Tài chính Ngân hàng ạ. Tài chính Ngân hàng. Hiện tại anh đang ở quê anh ở đâu ạ? Giới thiệu anh tên là Hoàng Việt Linh, anh 201, anh quê Phú Thọ. Hiện tại đang là kỹ thuật thang máy dưới Hà Nội. Ok. Anh đi lính về được bao năm rồi? Anh đi lính về được bao lâu rồi ạ? Được 1 năm. Được 1 năm. Và tính chất quân đội như thế luôn. Đúng rồi anh ạ. Ok, hiện tại bạn đang ở đâu ở Hà Nội? Hiện tại em đang ở chỗ 163 Phạm Văn Đồng. Thế thì cũng gần chỗ em luôn ấy ạ. Em cũng ở đường Phạm Văn Đồng, em ở Cổ Nhuế ấy ạ. Cổ Nhuế ạ. Hôm nay em lên đây với ai? Em lên với bạn em ạ. Hiện tại bạn em đang ở đâu? Dạ, bạn nữ Mũ Hồng ấy ạ. Kìa, xong cameraman rồi, nhìn thấy chưa? Anh đi với bạn anh. Đâu bạn đâu? Đằng sau này. Đâu? Bạn nữ hả anh? Đâu bạn nam nào? À đây. Ừ, yên tâm rồi nhá. Rồi ok. Thế em đã có người yêu chưa? Em chưa. Chị có người yêu vào đây làm gì? Anh thì cũng trước đi nghĩa vụ thì có yêu một bạn, sau là vào quân ngũ được 3 tháng thì bạn ấy lấy chồng. Cây tươi nhờ. Buồn lắm em ơi, anh trách ta mai bây giờ. Giờ hiện tại ra quân thì đến thời điểm bây giờ vẫn chưa yêu. Vẫn chưa tìm được người, nói chung là mình phù hợp. Thế thì em đầu tiên em chia buồn cho anh nhá. Bởi vì là anh kiểu không được may mắn trong chuyện tình cảm ấy. Thì em cũng có trường hợp như anh ạ. Là người yêu em đi lính? À không, người yêu em không đi lính. Mà là em phát hiện ra như kiểu em là người thứ ba trong cuộc tình của em ạ. Tức là bạn ấy có người yêu rồi nhưng mà vô tình em là người thứ ba trong cuộc tình đấy? Vâng ạ, như là em cũng không
không biết là chính xác là em là người thứ ba hay không. Hay là người thứ tư, thứ năm ấy hả? Vâng, không phải, em không chính xác là em là người thứ ba hay không. Nhưng em vẫn chưa biết xác định được mối quan hệ của mình. Tại vì là yêu, bọn em yêu nhau nhưng mà bạn ấy kiểu như là thân thiết với một người khác giới ấy. Thì em cảm thấy là mình là một người thứ ba, từ lúc này em không biết nữa. Ok rồi. Ok, muốn hỏi gì nữa không nào, nhanh nào. Tí nữa tâm sự sao anh ạ? Ok, tí nữa nha. Thật ra thì anh thấy rằng là hai bạn đều có những cái điểm rất tương đồng. Bạn ý là những người mà vào rất là nhanh ấy. Vào tự nguyện chứ không phải là em mời nha. Bạn này bạn xin vào ấy. Ok. Hai bạn hôm nay mặc đồ concept giống nhau nữa ha. Được. Xin mời hai bạn đằng sau quay, quay lưng vào nhau nào. Ok. Sau 10 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một mối quan hệ để làm bạn này, làm quen và tìm hiểu, thì hãy quay mặt lại. Đây chưa phải là mối quan hệ, là người yêu nha. Hãy nhớ điều đó nha. Còn nếu như không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây bắt đầu. Khi đôi môi em còn đỏ một, xin mời câu trả lời hai bạn. Em lại quay bước đi, tại sao không thể ngừng nhớ em dù cho em. Đây nào, quay lại đây nào, quay lại đây nào. Tại sao lại không quay lại với bạn? Bởi vì là anh ấy vừa mới chia tay ấy. Chia tay một năm rồi chị ơi. Thì anh ấy cảm thấy trống rỗng, thì như kiểu là em, ví dụ bây giờ em đến với anh ấy không khác gì là em đang lấp cái khoảng trống đấy của anh ấy ạ. Em như kiểu là em chỉ là một người thay thế thôi, em cảm giác như thế ạ. Nên là em muốn tiếp tục ạ. Em có muốn giải thích gì về vấn đề này không? Dạ không ạ. Nhưng mà em chia tay được bao lâu rồi? Chia tay được từ này được 3 năm. Chia tay, người ta chia tay 3 năm rồi mà. Người ta cực kỳ quên người yêu cũ rồi. Nhưng mà tại sao anh biết là anh ấy cực chắc chắn là quên người yêu cũ ạ? Em ơi, 3 năm không ai nhớ mà người ta còn đi lấy chồng nữa rồi em ạ. Anh có thể cho em hỏi là anh yêu người yêu cũ anh được bao nhiêu lâu rồi ạ? Được hơn 1 năm. Em nghĩ cái khoảng thời gian lâu như thế thì anh sẽ không bao giờ anh quên được cái người cũ. Em nghĩ chắc chắn là anh sẽ vấn vương người đó. Không vấn vương thì người ta có lối đi riêng thì mình chấp nhận thôi, mình quên. Ok, thôi tạm biệt nhau bằng cái bắt tay nha. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh. Ok, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Ôi, tôi cảm thấy tiếc cho anh lính nghe qua, anh ấy rất là chân thành luôn ấy. Đúng. Mà thôi, không sao cả, chưa đủ duyên thôi. Các bạn đừng quên like, share, subscribe cho Qubit và SB Entertainment. Còn bây giờ thì đi gấp đôi tiếp thôi. Let's go!